Vô phòng lấy liền ra cho tao đi ha. Tao sợ mình tao không đủ sức đồ. Tôi chưa lấy. Cái gì đây? Cái gì vậy hả? Không biết nữa. Cái gì hả? Cái gì đó? Không biết là cái gì. Bây giờ cái gì nè, thập nhất. Đúng rồi, thập nhất. Cần gì phải đọc nữa, một nét thêm một nét là thập nhất rồi. Dạ, còn thập nhất còn xấu quá à. Cái này là của tôi mà. Là của chị. Gì không à, tôi mượn xài đỡ mà thôi. Qua vài ngày nữa tôi mua lại cái mối cho cô mà, chịu không hả? Thiệt, ấy không sao không sao. Tôi nói cậu thập nhất là người đàng hoàng lắm mà. Thằng cốt đột, mày làm như vậy là nghĩa gì? Nghĩa gì à? Nè, đối liễn đó mà. Nhất là đối thập, thập là đối nhất, rõ ràng đối trung hết. Nói mày rõ ràng là bừa bãi chứ đối liễn gì? Gái gì mà rõ ràng bừa bãi vậy? Được không được không phải là do mày nói đâu, là do biết bao nhiêu đồng tài dưới quyết định mà. Được thôi, các gì đồng tài ở dưới đó, nếu như cho rằng câu liễn của tôi là đúng thì hãy đứng qua một bên đi, đứng qua một bên ha. Nhất là đúng hỏi chứ cậu 11 rồi. Đúng hỏi chứ cậu 11 rồi. Đi mà lên, mỗi người chia được 3 ngàn. Phải rồi, đúng rồi, 3 ngàn đó. Thằng cốt đột, mày, mày chơi sỏi lá hả? Nè, sao nói kỳ vậy? Tao đã nể tình mày lắm rồi đó. Do ở dưới hồi nãy tao thắng, chứ tao đâu muốn thắng. Nếu tao hồi nãy ở trong phòng biết thêm vài chữ nữa hả, thì mày phải thua trắng luôn, khỏi cần phải chơi nữa. Tứ Đa Phạm à? Dạ. Tụi bây kiếm giùm tao hai cái sào thiệt dài, dựng lên hai cái đống của tao trước cửa này ha. Để làm đi đi, để cho bà con đi ngang qua để thưởng thức ha. Bây giờ thấy gắt nước quá, tao phải xuống dưới lầu kiếm nước để uống mới được. Sau đó coi bữa nay xài bao nhiêu tiền. Mày đi mà lên. Tao không có gì, tụi bay lập tức đi theo hắn tính tiền. Ừ, dạ. Một cắt bạc, một đồng xu cũng đừng để nó tính nhiều thêm. Lẹ đi, lẹ đi. Đi, lẹ lên qua đây. Cậu ba à, đừng có đưa cho nó nha. Chết tao cũng không thua, chết tao cũng không thua cái thằng cốc độc đó. Nè, cô à, khoan đã. Chà, cái mùi dầu thơm này lâu quá tôi không có hửi được rồi. Nè cô à, sao trước giờ tôi chưa có gặp cô vậy? Cô tên là gì? Cô à, cô có khỏe không vậy? Có thể đưa ra mà cũng có thể đưa vô nữa. Nếu còn phải chết thì đâu có như vậy. Nếu vậy càng tốt, hà tiện lại bất giờ thi đấu. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy chứ?
ở dưới cầu thang kìa. Ông chết cái kinh khủng lắm. Ở đâu hả? Ở dưới kìa. Ở dưới à? Ê, đừng. Tại sao mày xuống thì mày chết ở dưới? Tại sao kỳ vậy? Rõ ràng tao thấy ông lặn xuống dưới đó. Tao đã nói là mày qua mắt mà, chắc là ông thấy không có gì, tự ông đi về rồi. Mày thiệt làm tao mất mặt quá. Tôi không có qua mắt đâu. Tôi. Tại sao lại buồn nôn quá vậy? Cậu ba ơi, cho tôi đi, cho tôi đi. Người ta đang hỏa tam thiếu gia tự nhiên chạy vô đây làm rộn hết. Bây giờ muốn phá đám sao? Phải. Không phải đâu. Trở ra tôi thấy ông lăn xuống lầu chết rồi. Nè, đừng có nói bậy mà. Thằng quỷ sứ này thì hết chỗ che ha. Đi chỗ con khắc khùng này. Chưa có vô dòng của mày là đã tụi mày ngấm rồi. Xem ra bữa nay mày không tu tất tù quận hả? Thì cha mẹ của mày có phước lắm mà nghe. Nè, tôi không phải là thứ tầm bậy. Nói ra được thì nói đâu. Tôi thật tình thấy. Ây à. Cậu ba à, cậu đứng ra nói vài câu đi. Bây giờ sao mày nói là ông đã cái gì rồi? Ông mà nói thì chắc mày phải sợ đó. Tôi không bao giờ thua đâu. Cái gì mà kỳ vậy? Làm cái gì vậy? Đừng có ở đó mà nhát gan mới được. Mấy bữa nay cái đèn nó cứ như vậy hoài à. Không có gì đâu, cứ việc vui đi, lẹ lên. Cậu à, bà ở nhà làm dữ quá kêu cậu lập tức phải về. Nè, về đi, lẹ lên. Mày nhớ đi nha, ngày mai là giáng chốt, không cần không gì. Về đi cậu ba, tâm niệm mình đi qua hòa cậu ba đi, mau lên lên. Cậu ba, hay mình về luôn đi. À cậu ba, không tôi tối nay ngủ lại đây luôn đi nha, để tôi kêu Dĩ Hồng ngủ với cậu cho. Tại rồi. Tất cả không có cho ai đi hết. Hả? Tôi cũng vậy à. Để tôi ăn rồi mới đi được. Về đi. Thì đang vô đây nè. Mà thưa bà, quỳ xuống. Không phải mày, quỳ xuống cho tao. Quỳ gì nữa, con nói gì rồi mà? Trong bụng của mày còn có tao là mẹ của mày nữa hay sao? Tao hỏi mày, lúc mày còn nhỏ mày bị nóng sốt, ai đó coi chừng mày 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Là mà ai đã có sẵn thợ may đồ cũng không chịu, mà phải chính tay của tao để may tấm nệm cho mày. Là mà ai đã khi ba mày chết rồi một mình giữ cái nhà này để cho ngày hôm nay mày ăn sung mặc sướng suốt đời khỏi lo. Cũng là má nữa. Vậy thì tại sao lời nói của tao mày không có chịu nghe? Một mẹ của mày hại mày phải không? Không phải đâu, má đừng có khóc mà. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi má nha. Từ nhỏ là mày đã mất cha, tao sợ mày bị người ta hiếp, tao bảo vệ mày chu đáo. Như đó mà tao đã chiều tới mày hư luôn, không nghe lời. Quỳ xuống đi. Xin lỗi nha, má đừng có khóc nữa, má uống ly nước này đi. Từ nay con không dám nữa. Nếu như mày biết lỗi thì không bao giờ đã mấy lần không nghe lời tao. Ly nước này tao uống không vô, tao sợ là mai mốt khi tao chết đi, tao không còn mặt mũi để nhìn ba mày nữa. Hôm nay tao không dạy mày nên thần, tao chết cũng không nhắm mắt được. Gia pháp. Thưa bà. Tối mai mày mà còn đi nữa thì đừng có nhìn tao là mẹ.
Ông đừng có nói cho tôi biết là muốn cướp tôi nhà. Ông theo tôi để làm gì? Tôi thấy cậu quen quá. Thấy quen quá hả? Đây nè, dòm kỹ đi. Thế nào, có quen không? Ê, nhìn đủ chưa? Được cái tay đây. Nhìn cái mặt không đủ muốn nhìn tay nữa hả? Ê, ông coi chỉ tay hay là rờ tay đi chứ? Tôi không có giỡn với ông đâu. Tôi về sở cảnh sát có chuyện quan trọng phải làm. Tự nhiên muốn đoạt cái lợi của người ta. Tôi đoạt lợi của cậu lâu rồi. Kiếp này đây, cậu không cần phải đưa tôi nữa. Ông nói gì vậy? Điền quá. Ông phải xưng hô sao đây? Xưng hô thế nào cũng một câu. Ở trong đoàn hát, ai cũng kêu tôi bằng Bác Kiên. Bác Kiên? Hồi nãy ông nói cái gì là kiếp này kiếp trước vậy? Có một câu như vậy, không biết cậu có từng nghe chưa? Nhục chí tiền thân cát, thân như giả hạn cát. Nếu muốn biết tiền kiếp, kiếp này mình đã chịu. Chắc là ông coi ba đời cho người ta. Cái ý của câu này muốn nói là, muốn nói cậu nếu như muốn biết kiếp trước cậu đã làm gì thì phải coi kiếp này của mình, mình đã làm những gì. Nếu như kiếp trước cậu cất cầu lắp đường thì kiếp này có lẽ cậu là phú hộ. Còn nếu cậu muốn kiếp tới nữa, có thể làm người hay làm trâu làm bò, thì phải coi kiếp này của cậu, cậu có phải làm phước làm thiện hay không, hoặc là cậu đã làm hung ác tà dâm hay không. Nè, tuy kiếp này tôi là người nhưng mà không có được sung sướng, muốn có thêm đồng tiền ở bên cạnh cũng không có, nhưng nói về cực khổ thì cũng không đến nỗi tôi không lo được ba bữa ăn. Như vậy có phải kiếp trước tôi đã làm điều quấy hay không? Kiếp này đây, thời giờ đã tới, tới rồi cậu sẽ biết. Có lẽ đúng là thì thời chưa tới. Chết rồi, trễ giờ rồi. Đâu rồi? Mày khùng quá à. Không thấy người tất nhiên nói gì rồi mà. Chứ đi đâu hả? Tại sao không chờ tôi? Chờ mày? Bây giờ bên khu Sài Gòn đang bắt cọp, chờ mày tới ăn hả? Gì vậy? Mày cố tình về trễ có phải Sài Gòn ăn mày hay không vậy? Không phải đâu. Cái kiểu mày chắc là phải. Không phải đâu. Có thằng nào ăn trộm mà chịu nhận đâu. Làm cái xác bao lâu không học hỏi được gì hết. Nè nè nè, đi đâu vậy? Tôi đi thử coi còn kịp ăn hay không. Cậu không chịu cảm ơn cậu ba đi. Ừ, nhờ cảm ơn cậu ba. Hai cậu ba à, thiệt là ít người tới cái tuổi như vậy mà còn chịu đựng được đó. Vừa không đi ngủ mà vừa khỏi cần phải ăn uống nữa. Cầu tiêu cũng chưa thấy cậu đi nữa đó nè. Hả? Biết bao nhiêu tuổi trẻ cũng chưa có mạnh bằng cậu vậy đâu. Mới hai mươi mấy tuổi thôi là đã xịu hết rồi. Nói ra thì là mắc cười quá. Ê, bộ đi rồi hả Nhất Gia? Suốt đêm làm cái kiểu này hoài à? Cấn bầu hả? Dẹp đi. Nhưng mà không biết tại sao, từ tối hôm qua tới giờ cứ tức ngực hoài hả? Lại toát mồ hôi lạnh nữa. Không biết có phải bị cảm không? Không đâu, khí hậu như vậy mà còn đóng cửa sổ lại hết. Tôi nói chị bị ngộp thì đúng hơn. Đóng lại đi, đóng lại đi, mau đóng lại đi, đóng lại đi, đóng lại đi, đóng lại. Đêm này phải đấu luôn rồi dán chốt mới được. Chào bữa sáng đó ông thợ con. Nè, làm gì vậy hả? Đóng chặt luôn cái cửa sổ không cho cậu thoát được. Hôm qua mày nói là cho tao đi mà. Ê, ngày hôm qua thì là ngày hôm qua,
Bữa nay tôi đã hứa với bà rồi. Tao biết mày nghĩ gì rồi. Mày sợ tao thắng á thằng khốn kiếp đó hả? Gả mày không được cho hắn, có phải không? Nói quỵt tẹt ra thì dữ ẹt. Trong khi tối nay cậu không đi được, coi như cậu đã thua rồi. Bà đã nói rõ ràng, cậu mà bỏ đi nữa thì bà đuổi tôi đi ngay. Tới lúc đó hả thì tôi sẽ mất đi hai việc. Cái gì mất hai việc? Tức là mất luôn ông chồng và mất luôn chỗ làm. Tôi đã quyết định rồi. Tóm lại là bữa nay không cho cậu bước ra khỏi nhà một bước. Tao thì không biết mày nghĩ thế nào nữa. Ngày hôm qua thì mày nói người ta rùng rợn rất là khủng khiếp. Bữa nay mày nói là muốn gả cho hắn. Sự thật là mày muốn quậy gì đây? Ê, tôi không cần biết hắn rùng rợn thế nào cũng được, khủng khiếp thế nào cũng được. Tôi dứt khoát gả cho hắn. Bởi vì tôi không muốn thấy cái mặt của cậu. Con quỷ sứ này muốn làm gì vậy? Tả sáng là mày đóng kênh cho tao rồi ha. Tao nói mày biết. Để tao nghĩ ra được cách khác, mày sẽ biết mặt tao. Đồ quỷ sứ. Ông Thọ. Ồ, nè. Bữa nay sinh nhật mà tại sao lại ở đây chứ? Tôi tưởng xuống cái chỗ thường tới chơi rồi, tới đó kiếm không có. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nè, anh nói anh đánh cọp xong rồi tới kiếm tôi mà. Ê, thôi đừng nói nữa. Lẽ ra tảng sáng nay là tôi đi đánh cọp. Hồi tối hôm qua khi tôi đang đi tuần, có gặp một ông bác tên là Hà Bắc Kiên. Ông kia là bác Kiên gì đó. Ông nói chuyện với tôi, cứ nói kiếm này kiếm sau gì đó. Tôi mới hiếu kỳ chịu đứng nghe. Nói riết một hồi trễ luôn giờ. Sắp sau đó tôi mới lập tức chạy luôn về sở. Về tới chỗ thì ai cũng đi hết rồi. Ông cục trưởng nói tôi là đồ nhát gan, cho nên mới cố tình về trễ. Thật ra anh nhát gan quá hà. Anh còn nhớ không? Hồi lúc mình còn nhỏ, mình đánh lộn ở ngoài đường phố. Thì đó, tôi nhớ lúc đầu thì anh đánh thắng. Sau đó, bởi vì anh nhát gan, sợ chuyện. Cuối cùng để tôi lật ngược lại, đánh anh một trận chí tử luôn. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi. Cái lý do mà tôi không đánh lại anh đó là vì tôi với anh không có thù oán. Anh đâu có giết cha tôi, tại sao tôi phải đánh anh chứ? Nếu bữa đó tôi thật sự đánh anh hả? Có lẽ là người bể đầu là anh chứ không phải là tôi đâu. Tôi bể đầu hả? Tôi chặt đầu anh thì có. Chặt anh ra anh tam khúc luôn à. Quên nữa. Thôi à. Có nè. Sinh nhật vui vẻ. Có giỡn hay không vậy? Còn tặng ba thứ này cho tôi sao hả? Tôi không còn nhỏ nữa đâu mà. Nè, anh đã quen với tôi bấy lâu nay, có lẽ anh hiểu hoàn cảnh của tôi rồi chứ. Tôi làm mấy chỗ như vậy tiền công chỉ có chút xíu thôi, làm sao mà có tiền mua quà cáp tặng cho anh được. Nhưng mà nói thì nói, tôi đã giữ nó mấy đêm rồi đó. Đừng có đem nó quăng nhờ, nếu không thì bạn bè chấm dứt luôn đó. Tôi sắp sửa bị anh làm tốt chết luôn đây nè. Bộ không phải sao? Nè qua đây đi, đưa này cho anh coi nè. Qua đây, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Hãy tự coi đi. Bao nhiêu năm trời anh tặng tôi cái gì mà trái lê cây đó. Hoàn toàn ở đây hết đây nè. Đường tầm nhất tôi hả? Đi ra đường ngang tàng biết mấy chứ biết không. Nhưng mà đối với anh là người bạn của tôi. Tôi không bao giờ thiếu sót sự kính nể của anh đâu nghe ha. Có hiểu chưa? Hiểu rồi, tại tôi không phải, xin lỗi. Xin lỗi là được sao? Chứ còn muốn gì nữa? Sửa đổi đó. Bây giờ lập tức đổi liền. Chứ gì nữa? Ngày 14 tháng 7 âm lịch. Chị Tường à, thì ra cái phòng này có người từng chết hả? Đúng rồi, tự giận chết đó. Nhưng mà là chuyện đó 30 mấy năm về trước rồi. Lúc đó tôi cũng chỉ bằng cô vậy, cũng mới vừa vô đây làm chẳng bao lâu. Wow, rộng quá ha. Chứ còn gì nữa, người mà có thể ở trong cái phòng này phải là cô gái năm xưa nổi tiếng nhất của đường Tây. Hằng ngày các cậu công tử bột cho tiền bo thôi thì cũng đủ nuôi 50 cái miệng ăn rồi. Wow, thiệt là lợi hại ha. Hãy qua đây sắp đũa giùm cho tôi đi. Chị Tường à, tôi nghe nói những người hồi xưa ở đây phần đông là chết treo cổ. Cô này có phải vậy không? Cô nuốt áp viện sống mà chết đó. Tại sao vậy hả? Vì đàn ông. Chê, cô biết nuôi đàn ông. Ông này không được thì chọn ông khác cũng được mà. Ý làm vợ của mọi người, khách thì bỏ tiền ra chơi. Cái câu này ai mà không biết nói chứ. Nhưng mà chưa chắc ai cũng nghĩ thấu được đâu. Ây da, hồi nãy tôi bị nhức da nhát tôi một cái, tôi lại quên em với tiền vàng bạc tới đây để đốt. Lát nữa tụi nó tới đây đầy đủ, tôi không được rảnh ràng. Ý, được rồi, ba cái chuyện này để tôi lo giùm cho. Vậy giúp tôi dọn dẹp đồ đạc đi. Chị Tường à, hả? Cái này là cái gì đây? Sao thấy ghê quá vậy? Phải ha, càng lúc càng lớn thêm. Giọt nước rồi, để tôi trở vô bếp đã. Giọt nước nhưng mà thấy ghê quá. Ê chị Tường à, cái người lúc trước ở đây tên là gì hả? Lãnh Thúy. Con của tôi được bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi. Nè,
Ở đây tụng 10 lần kinh Quan Âm rồi mới đi. 10 lần? Ủa, mời Nhị Lương ra ngoài phòng khách. Ồ. Lệ Quân, con ở đây canh chừng nó, tụng đủ 10 lần rồi mới cho nó đi. Dạ được gì? Quỳ xuống. Dạ. Gì vậy? Con phải chờ tôi tụng kinh xong khổ môn rồi mới chịu đi hay sao hả? Sinh nhật vui vẻ. Wow, đẹp quá. Anh có thích không? Thích chứ. Cái gì mà cô tặng cho tôi thì cái gì cũng thích hết ha. Mặc dù cái thứ đồng hồ bỏ túi này của tôi à, trong túi à, có cả cái chục cái lận mà. Nhưng mà tôi nhìn kỹ, tốt nhất là cái này nè. Cái này dường như là chạy rất đúng và rất là bền nữa ha. Phải rồi, cái ông bán cũng nói như vậy đó. Em còn sợ anh không thích nữa chứ. Thích chứ. Để cái gì mà cô tặng cho tôi à, thì tôi đều thích cả. Quay kiểu cô kìa. Vỗ một mấy câu tôi là mừng tới vậy rồi ha. Nếu tôi biết cô dễ vậy hả, ngày nào cũng kiếm nhận cô vỗ một cho cô. Anh nói thiệt hả? Nói thôi mà, nhầm nhò gì đâu. Cô thích thích thì được rồi. Nè, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tôi cũng kiếm chiều ngọt để mà vỗ cho cô, để cho cô vui vẻ ha. Đi coi đã. Đấy, đúng là tới lúc mình giả giờ tụng xong kinh Quan Âm. Cái đồng hồ này chạy đúng quá. Hey, làm gì vậy? Anh không tụng, em tụng giùm anh. Ồ, muốn vậy tụng đi. Thiên La Thần, Địa La Thần, Nhân Ly Nặng, Nặng Ly Thân. Ồ, má, ngồi đi. Được. Có thằng nha. Tử Bằng à, bữa nay con sinh nhật, má cố tình xuống bếp nấu mấy món mà con thích ăn nhất đây nè. Tất cả ăn đi. Ủa, ăn cơm đi. À, bởi vậy con mới nói, má lúc nào biết ăn tâm lý của con mà. Cho nên, bữa nay thưởng má miếng thịt gà này ha. Ngoan ngoan. Còn có thích ăn cá nhất, cho em miếng cá này. Quay chừng có xương đó. Nè, ăn đồ ăn đi chứ. Anh thích ăn tàu hũ nhất mà. Gấp cho anh miếng này. Dạ được rồi bác. Gấp đồ ăn đi con. Ăn đi con. Dạ được. Hôm nay tôi rất là mừng lắm, bởi vì tôi 20 tuổi rồi mà, lớn rồi ha. Như vậy thì tôi không cần ai phải lo cho tôi nữa. Từ nay về sau, con sẽ có hiếu với má. Con biết con hiếu lúc nào cũng không sao. Cần nhất là con được bình yên vô sự là đủ rồi. Cái chuyện bình yên này thật là lạ lùng quá. Không biết tại sao mỗi lần con ở bên cạnh Nhị Lưu thì con cảm thấy rất là an toàn lắm. An toàn. Có phải không Nhị Lưu? Đúng. Cho nên cô định chiều nay ăn xong rồi đi ra ngoài chơi một chút. Không cho. Con, bữa nay con sinh nhật mà. Bạn bè nói ăn mừng cho con đâu thiệt không đi. Ăn sinh nhật thì càng không cho đi. Có phải con coi lời nói của má như nước đổ lá khoai không? Gì à, cho anh đi một chút đi. Dù là má không cho con đi, con phải đưa anh Lệ Quân đi về chứ. Lệ Quân có bắt Hoàng đưa về. Tối nay giá nào má cũng không có cho con đi. Châu à, đưa cậu vô trong phòng. Đem luôn cơm nước vô trọng. Dạ, thưa bà. Má à. Mau đi vô. Cậu à, theo tôi. Số hay là ta xui xẻo, tụi nó người nào người nấy bị cọp cắn chết mà. Mày thấy chưa, ở trên núi đó hả, không phải chỉ có một con đâu mà hai con, coi như mày tốt số đó. Bác kia, bác. Ê, thả tôi ra đi, có nghe không vậy? Thả tôi ra đi mà. Có ai không vậy? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Gì vậy? Con đi coi anh Bằng. Má, con giang xin má thả con ra đi. Con khổ quá. Má thả con ra đi. Coi thằng Bằng nó có ăn cơm không? Dạ. Làm gì mà người nào người nấy như là uống thuốc mê vậy hả? Cậu 11.
đâu nè, hứng thú quá. Mất hết tất cả chị em phải ngồi ở đây với ổng. Mày coi mày đi, có phải là hai bữa trước có tiền xài không đã, có phải vậy không hả? Canh tôi không có đây xài rã tay luôn, có phải vậy không hả? Bởi vậy đó, sao ông kỳ quá vậy? Ơi, coi cái kiểu của ổng ha, có tiền cũng không có mạng xài đâu. Tao có chết cũng nhất định không thua đâu. Nói bằng cái miệng là không có hay đâu. Thì tao phải để coi mày, cá mặn làm sao mà sống tới lại được đi. Nè Nhất Gia, trước đó nói đàng hoàng là dám cuối cùng cho con quyết định mà. Tôi đã thương lượng với chị em ở đây rồi. Cái dám cuối cùng đó hả? Hay là đánh lại bốn chén đi. Để cho tôi và Dĩ Hồng cầm chân dùm cho. Nhưng mà tôi nói trước nha, tụi tôi tới bài thì vẫn ăn tiền. Mấy ông tới bài thì cũng phải trả tiền nha. Tám nền thì phải trả tám nền. Vậy thì để cho cậu Ba Âu có cơ hội gỡ lại đã. Không biết hai cậu tính như thế nào hả? Cứ vậy đi. Cậu Ba Âu à, nếu như không có vấn đề thì mình đi vô trọng nha. Nữa mình lấy cái bồ vô chờ cậu, mất công cậu làm dơ chỗ thì khó cho mình. Ba, không có mép được đâu, nếu như mình mép như vậy sẽ sẵn sàng bị mất luôn tướng công của mình. Đánh con này. Con bài là ăn thập tam yêu. Sao mà hên quá vậy? Tôi bữa nay xui lắm đó nhờ. Nhưng cậu hên thì cứ việc hên, không liên can tới tôi. Mày có giỡn hay không vậy? Hồi nãy tới giờ đánh được mấy bạn, sao bạn nào mày không tới vậy? Cộng 11 à, ít ra còn cũng thiếu hố được một bàn. Mày nói gì vậy? Tính tiền đi. Dạ dạ tính tiền. Thập tam yêu tức là 13 lệnh. Quy 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4. Ủa, tổng cộng mà nó ăn hết 75.462 đồng. Nếu để mang thêm 2 bàn tam thập yếu nữa thì chắc hơn cái số 100.000 rồi. Tao không bao giờ thua đâu. Gì? Bộ mày tính xong rồi hả? Đủ bốn chốn rồi sao? Trộn bài đi. Đánh lại bàn khác. Nè, có nước. Ủa, nên là rót nước cho cậu 11 đi mà. Hả? Lại sai tôi vậy? Chị làm ơn đi rót giùm đi. Thì chị đi đi, cậu 11 khen chị quá mà. Thôi mà đi đi. Thì cái người mà đứng ngoài cửa có phải là chị Kim sáng nay chị Ba giới thiệu tới không? Thì đã nói là giới thiệu tới mà. Thì chị tới hỏi chị đi thì sẽ biết đó. Mới đây mà sao đã mất tiêu. Nam mô A Di Đà Phật.